Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nasdaq cảnh báo tránh xa VinFast ngay khi cổ phiếu này xuống thấp. Tính đến ngày 9 tháng 10, cổ phiếu VinFast tại thị trường chứng khoán Nasdaq có 7,2 đô la mỗi cổ phiếu. Giá rớt xuống chỉ còn 1 phần 3 so với mệnh giá chào bán khi ra mắt tại thị trường này. Đây được xem là mức giá thấp kỷ lục tính đến ngày 9 tháng 10 Điều này đã báo hiệu một tương lai u ám cho cổ phiếu của VinFast bởi đến thời điểm này tổng cộng số cổ phiếu VinFast được phép bán ra công chúng chỉ có 80 triệu, chiếm 3,5% tổng số 2,3 tỷ cổ phiếu. VinFast còn rất nhiều cổ phiếu phải bung ra và với đà này khi bung thêm có thể giá cổ phiếu của VinFast sẽ tiếp tục lao dốc thảm hại. Bài viết cảnh báo cổ phiếu của VinFast trên trang nasdaq.com giữa lúc cổ phiếu của VinFast đang ngập trong sắc đỏ như thế, thì vào ngày 9 tháng 10, trang Nasdaq.com lại cho đăng tải nguyên bài viết của tác giả Mohit Oberoi viết cho trang Backchat.com với tựa đề tránh xa cổ phiếu của hãng xe điện định giá quá cao này, ngay cả khi xuống thấp tại mọi thời điểm. Đây được xem là cú đánh trời giáng vào cổ phiếu VinFast của ông Phạm Nhật Vượng tại thị trường Mỹ bất kỳ doanh nghiệp nào thực hiện đúng các tuân thủ do luật quy định thì đều được lên sản Nasdaq tuy nhiên không phải công ty đại chúng nào lên sản cũng có tiềm lực tốt việc Nasdaq đăng tin cảnh báo về một cổ phiếu không đáng tin cậy được xem như là một lời cảnh báo có trách nhiệm cho những ai muốn mạo hiểm mạo hiểm mà có đủ hiểu biết thì đấy là điều tốt còn mạo hiểm mà không tìm hiểu kỹ thiếu thông tin thì dễ trở thành con mồi cho những kẻ làm ăn dối trá Nhưng lại muốn lợi dụng sàn chứng khoán để mà hốt tiền của công chúng Lý giải về trường hợp cổ phiếu VinFast đang lao dốc tác giả Ohit chỉ ra cho bốn nguyên nhân như sau Thứ nhất, cổ phiếu VinFast niêm yết đúng thời điểm thị trường chứng khoán tồi tệ nhất trong năm 2023 Lợi suất trái phiếu tăng mạnh khiến thị trường đang xảy ra hiện tượng bán tháo trên diện rộng Thứ nhì, cổ phiếu VinFast được định giá trên mây bởi sự tưởng tượng của doanh nghiệp này và điều đó hoàn toàn không có cơ sở. Thứ ba, nội bộ của VinFast đang chào bán rất nhiều cổ phiếu. Thứ tư, VinFast đang lỗ rất nặng. Riêng trong quý 3 năm 2023, VinFast lỗ ròng 622 tỷ đồng, cao hơn 33% so với cùng kỳ và 19% so với quý trước. Vào ngày 10 tháng 10, giá cổ phiếu VinFast cũng chỉ là 7,4 đô la mỗi cổ phiếu. Đấy là khuyến cáo rất rõ ràng trong bốn nguyên nhân mà tác giả đưa ra. Chỉ có một nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân khách quan, không phải do VinFast tạo ra. Thông thường, hậu thời kỳ bán tháo sẽ đến thời kỳ mua vào. Đó là chu kỳ bình thường của thị trường chứng khoán, trái phiếu. Tuy nhiên, điều đang nói ở đây là những nguyên nhân chủ quan, tức là nguyên nhân do chính VinFast tạo ra trong bốn nguyên nhân tác giả phân tích thì đã có đến ba nguyên nhân là do vinfast tạo ra nguyên nhân khách quan khiến giá cổ phiếu lên xuống theo chu kỳ chung của thị trường còn nguyên nhân chủ quan có thể sẽ dìm giá cổ phiếu xuống đáy mãi mãi nếu doanh nghiệp không cải thiện được những vấn đề của họ tác giả đã nghiên cứu rất kỹ và viết một bài viết có trách nhiệm để nhà đầu tư nhỏ lẻ có thông tin mà cân nhắc tránh bị lừa tiền mất tật mang như ở thị trường chứng khoán tại việt nam ở việt nam vingroup là vua có người ví von báo chí truyền thông ở việt nam đang làm nô lệ cho hai ông chủ thứ nhất là đảng cộng sản thứ nhì là phạm nhật vượng vậy nên mọi vấn đề yếu kém nếu có của cổ phiếu thuộc hệ sinh thái vin đều không được minh bạch tuy nhiên sang mỹ thì hoàn toàn khác chính nasdaq đăng bài cảnh báo nhà đầu tư. Bài viết này được một số nhà phân tích kinh tế đánh giá là công tầm, nói đúng sự thật, không môi nhọ, không dìm hàng và cũng không tầng bốc. Bởi thế nên thị trường chứng khoán Mỹ không phải là nơi để các doanh nghiệp ma mãnh lợi dụng để mà lùa gà. Dù vốn hóa của VinFast đã xuống còn 17 tỷ đô la, nhưng nhiều người đánh giá đó vẫn là giá trị ảo vấn đề của vinfast là làm sao để đạt đến đỉnh hòa vốn, làm sao để thị trường bắc mỹ chấp nhận xe vinfast như họ đã chấp nhận các thương hiệu danh tiếng khác hiện nay chất lượng của vinfast đang là vấn đề rất lớn việc treo đầu dê bán thịt chó bằng cách thuê các công ty trung quốc phát triển từ a đến z rồi đem về lắp ráp nhưng lại quảng cáo là do công ty châu Âu thiết kế và nhà máy vinfast sản xuất cuối cùng cũng bị bại lộ cách làm này khiến cho vinfast không thể đạt được chất lượng tương xứng với giá cả của nó về chất lượng chưa chắc gì xe vinfast đã bằng xe trung quốc thì làm sao được thị trường lớn nhất thế giới có thể chấp thuận đấy là những vấn đề nan giải đối với vinfast nếu không khắc phục thì khó mà thuyết phục được nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư vào vinfast còn nếu cứ giữ cách làm như hiện nay ở việt nam lên sản chứng khoán kiếm tiền trước mọi chuyện tính sau thì với sàn Nasdaq thua cao hơn thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Nasdaq cảnh báo tránh xa biên phát ngay khi cổ phiếu xuống thấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tạo dáng trên mô tô đang lao vút, chân dài Ngọc Trinh được mời lên đồn. Vào ngày 24 tháng 9, trên trang TikTok có thích xanh của người mẫu Ngọc Trinh đăng một clip cô điều khiển xe mô tô phân khối lớn trên đường. Đặc biệt là trong clip cô tạo nhiều kiểu dáng nguy hiểm như đứng trên xe giang hai tay hoặc ngồi hai chân sang hai bên và lái xe một tay video được tiktok cảnh báo người xem là không nên làm theo đoạn đường mà ngọc trinh thực hiện để biểu diễn được cho là thuộc đường nội đô trong khu đô thị mới thủ thiêm do công ty đại quang minh quản lý ngoài ra ngọc trinh còn đăng một hình ảnh cô chạy mô tô tại sân đỗ trực thăng mà không đội mũ bảo hiểm Ngọc Trinh làm dáng trên mô tô đang lao trên đường. Vào ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức cho biết họ đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, nữ, người mẫu nổi tiếng để làm rõ về hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn. Tuy nhiên, người mẫu nữ này vẫn chưa đến cơ quan công an để làm việc. Hiện tượng này gây nhiều ý kiến trái chiều. Những fan của giới mê tốc độ thì tán thưởng nhiều người khác thì phản đối vì theo họ hành động này dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông tuy nhiên dù khen hay chê thì tên tuổi của người mẫu này lại được xới lên trên mạng xã hội và được nhiều giới tham gia bình luận đây là một hiệu ứng truyền thông được một số người đánh giá là thành công về mặt an toàn giao thông thì rõ ràng ngọc trinh đã vi phạm và có thể cô sẽ bị công an xử phạt tuy nhiên về cách làm mới hình ảnh thì rõ ràng đây là một cách làm rất khác lạ và cô đã khiến không ít người trầm trồ thán phục bởi khả năng điều khiển mô tô mà đặc biệt là với một phụ nữ thông thường nhiều người mẫu muốn nuôi hình ảnh của mình với khán giả thì cần phải tạo ra sự kiện để làm bùng lên dư luận xã hội tạo scandal để làm mới mình và cách đơn giản nhất của các cô gái chân dài đã ăn mặc hở hàng Chính Ngọc Trinh cũng đã từng làm như thế khi cô diện bộ váy xuyên thấu tại Liên hoan phim Cannes 2019, làm bùng nổ các luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thường thì chê nhiều hơn khen. Cô nàng chân dài được công an mời lên đồn. Hai lần tạo scandal của nàng chân dài Ngọc Trinh đều gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này được đánh giá cao hơn bởi dù sao cô cũng thể hiện được chút tài năng thay vì nhờ cậy hoàn toàn hình dáng cơ thể khêu gợi của mình theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội thì rõ ràng ngọc trinh đã luyện tập để trở thành một người cầm lái có kỹ năng thực thụ điều khiển mô tô mạo hiểm như thế không phải ai cũng làm được càng không phải ai cũng có thể can đảm để mà làm như vậy và có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngọc trinh thực hiện những kỹ năng này tại các trường đua chuyên dụng dành cho những người chơi xe phần khối lớn, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định bảo hiểm về an toàn dành cho người lái mô tô. Có lẽ nếu làm như thế thì hình ảnh của cô sẽ hoàn hảo hơn. Ngọc Trinh từng tạo scandal tại liên hoan phim Cannes của Pháp vào năm 2012. Trong giới showbiz, việc giữ gìn hình ảnh của mình trước khán giả là điều kiện sống còn đối với những người nghệ sĩ. Người có tài năng thì giữ hình ảnh của mình bằng tài năng, người có thân hình bốc lửa thì lại muốn tận dụng thân hình của mình để mà hâm nóng hình ảnh trước khán giả. Người ta không đủ tài năng để làm cho hình ảnh được nổi lên thì chỉ còn cách tạo ra những scandal bằng những hình ảnh dung tục. Tên tuổi được nổi lên lại được lưu truyền xấu hay làm không bền. Ở xã hội Việt Nam có nhiều người muốn nổi tiếng nhưng số người có tài năng thực sự thì không bao nhiêu vì thế mới thường xuyên xuất hiện những scandal làm hình ảnh tiêu cực đến xã hội. Cũng có khi giới showbiz của Việt Nam chẳng mang lại giá trị tinh thần gì nhiều đến với xã hội, mà ngược lại họ còn nêu tấm gương xấu cho giới trẻ. Những người chưa đủ vững để miễn nhiễm trước những cái xấu nhàn nhạt trước mắt họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tạo dáng trên mô tô đang lao vút, chân dài Ngọc Trinh được mời lên đòn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de